Một chiếc tủ lạnh nho nhỏ, xinh xinh nhưng vẫn sở hữu những tính năng của xu hướng hiện giờ như ngăn lạnh trên, lấy nước bên ngoài hay ngăn cách đông mềm. Đó là chiếc tủ lạnh Samsung RB27N4170S8SV. Và đây, nó đang đứng kế bên của Tú đây. Đây là chiếc tủ lạnh có dung tích 276 lít. Nó sẽ phù hợp với các gia đình có từ 2 tới 3 thành viên và đặc biệt là có inverter tiết kiệm điện luôn nha các bạn. Vì kích cỡ của tủ khá là gọn gàng cho nên không chiếm nhiều không gian nội thất của nhà bạn đâu ạ. Màu của tủ là màu xám bạc trung tính, bề mặt cửa tủ có các đường vân phay xước rất là đẹp mắt. Thêm nữa đó là phần tay nắm cửa được làm dạng chìm và nằm dọc bên cánh cửa tủ như thế này, giúp cho bề mặt trơn tru hơn cho một thiết kế tổng thể hợp với những người chuộng phong cách sống tối giản cũng đang là xu hướng hiện nay. Ngoài ra, viền dưới của cánh cửa tủ trên được ốp một dải kim loại, một điểm nhấn làm tăng thêm vẻ sang trọng cho toàn bộ chiếc tủ lạnh. Như Tú đã giới thiệu ban đầu, chiếc tủ lạnh Samsung của chúng ta được trang bị tính năng lấy nước lạnh từ bên ngoài mặt tủ rất là tiện lợi. Ví dụ như khi đi làm về chúng ta có khát nước, chỉ cần cầm một ly nước như thế này, đưa vào, ấn nhẹ là sẽ có ngay một ly nước mát lạnh cho các bạn giải khát. Và đặc biệt là chúng ta không cần phải mở cửa tủ ra để lấy chai nước lạnh ra uống như là những dòng tủ lạnh thông thường. Vì vậy thì sẽ giúp cho hơi lạnh không bị thất thoát ra ngoài nhiều, từ đó giúp cho bạn tiết kiệm điện nhiều hơn. Dĩ nhiên là không thể thiếu một gạt khóa vòi hứng nước. Và vòi lấy nước ngoài cửa tủ này liên kết trực tiếp với chiếc bình chứa được đặt ở mặt trong của cửa ngăn lạnh. Bình này có dung tích là 2 lít, dùng chất liệu nhựa cao cấp cho nên chúng ta sẽ không lo ảnh hưởng tới sức khỏe. Đồng thời rất là dễ dàng để mình có thể thêm nước vào khi hết nước hoặc là gỡ hẳn bình ra để mang đi làm sạch. Một điểm khá là đặc biệt mà Tú thấy ở chiếc tủ lạnh Samsung này đó là Samsung đã không làm bình nước dài ngang cửa như thế này mà làm ngắn lại và sâu hơn, tận dụng hai bên để gắn hai khay cửa giúp chúng ta có thêm chỗ để đồ. Không biết là nãy giờ các bạn có để ý hay không? Thôi để tôi bật mí luôn. Đó là chiếc tủ lạnh Samsung của chúng ta được thiết kế phần ngăn lạnh nằm trên ngăn đá. Vì sao lại có thiết kế như thế này? Trong thực tế, ngăn mà mình mở thường xuyên hơn là ngăn lạnh. Vì ngăn lạnh truyền thống nằm ở vị trí thấp hơn nên khi mở tủ và lấy đồ mình phải cúi người hoặc là ngồi xuống. Và cứ như vậy lâu ngày phần nào sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mình, đặc biệt sẽ bất tiện hơn cho người lớn tuổi hoặc là bà bầu. Cho nên nếu mà ngăn lạnh nó nằm ngang tầm của mình như thế này thì chúng ta sẽ lấy đồ thoải mái hơn. Và thôi bây giờ Tú sẽ xem ở trong ngăn lạnh này nó sẽ có những gì luôn nha. Đầu tiên là hai khay kính chịu lực, trong đó khay kính trên cùng có thể dời lên hoặc xuống khoảng 3cm để phù hợp với chiều cao của đồ chứa. Và sâu bên trong một chút xíu các bạn sẽ thấy một bộ lọc. Đây là bộ lọc than hoạt tính, tác dụng của nó là giúp lọc sạch không khí ở trong tủ cũng như là loại bỏ những mùi hôi khó chịu. Không khí có tươi mát thì thực phẩm của chúng ta sẽ tươi ngon hơn. Tiếp theo là ngăn rau củ quả nè. Ngăn này được thiết kế lớn và mình có thể trượt nó rất là dễ dàng. Đồng thời nhờ có tấm kính phía trên sẽ làm cho ngăn này kín hơn, giúp rau củ quả bên trong giữ được ổn định độ ẩm. À, tôi thấy có đến 3 bộ điều khiển được đặt ở trong ngăn lạnh dành cho tất cả các ngăn luôn. Và bộ điều khiển đầu tiên được đặt ở trên trần của ngăn lạnh như thế này. Tại đây bạn có thể điều chỉnh nhiệt độ của ngăn lạnh trong khoảng từ 1 đến 7 độ C. Đồng thời với việc nhấn giữ nút Power Cool trong 3 giây sẽ kích hoạt chế độ làm lạnh nhanh. Bộ điều khiển thứ hai dành cho một chiếc ngăn đặc biệt của tủ đó là ngăn cấp đông mềm. Nếu như các bạn theo dõi thị trường thì chắc chắn sẽ biết ở mỗi hãng tủ lạnh sẽ đặt tên cho ngăn cấp đông mềm khác nhau với những mức nhiệt độ khác nhau. Ở tủ lạnh này thì Samsung gọi nó là Optimal Red Zone và cung cấp mức nhiệt độ là -1°C. Lợi ích của ngăn này là giúp giữ cho các thực phẩm tươi sống dùng trong ngày như thịt cá ở một nhiệt độ lý tưởng, được phủ một lớp băng mỏng mà không làm đông đá bên trong thực phẩm, đồng thời vẫn giữ lại các chất dinh dưỡng của thực phẩm. Lúc cần chế biến thì lấy đồ sống ra chế biến luôn chứ không phải chờ rã đông như khi để trong ngăn đá hoặc dùng tới lò vi sóng. Nó cũng giúp tiết kiệm kha khá thời gian đó các bạn. Và đặc biệt khi chúng ta gạt bộ điều khiển sang mức min thì ngăn đông mềm sẽ trở thành ngăn rau quả bổ sung rất là tiện lợi. Và bộ điều khiển thứ ba sẽ dùng để điều chỉnh mức độ làm lạnh của ngăn đá. Còn bây giờ mình sẽ khám phá ngăn đá luôn nha các bạn. Đây các bạn có thể thấy phần cửa này trống trơn và không có ngăn nào hết. Nhưng mà bù lại thì ngăn đá khá là rộng như thế này. Khoảng cách của ngăn thì khá lớn giúp chúng ta có thể sắp xếp đồ một cách dễ dàng. Có một hộp làm đá viên di động cùng một khay kính chịu lực và một ngăn chứa thực phẩm cũng được thiết kế kín như ngăn rau quả trên ngăn lạnh luôn. Đó là toàn bộ nội thất của chiếc tủ lạnh Samsung này. Tất cả những thực phẩm cũng như là thức uống sẽ được làm lạnh nhanh chóng và đồng đều bởi vì Samsung đã trang bị cho tủ công nghệ làm lạnh vòm, giúp duy trì nhiệt độ và độ ẩm luôn ổn định, không khí lạnh lan tỏa đều khắp tủ giúp thực phẩm tươi ngon trong thời gian lâu hơn. Về khả năng tiết kiệm điện thì chiếc tủ lạnh này sở hữu máy nén biến tần kỹ thuật số Digital Inverter, có khả năng tự động vận hành điều chỉnh 5 mức độ làm lạnh. Từ đó giúp tiết kiệm điện năng, giảm thiểu tiếng ồn và giảm hao mòn động cơ giúp kéo dài tuổi thọ.
Như các bạn vừa thấy đó, chiếc tủ lạnh Samsung này tuy là nhỏ gọn như vậy thôi nhưng mà nó có rất là nhiều tính năng cũng như là công nghệ hiện đại, như là lấy nước từ bên ngoài nè, ngăn cách đông mềm cũng như là tính năng inverter giúp tiết kiệm điện năng. Với dung tích 276 lít, chiếc tủ lạnh này sẽ phù hợp với các gia đình có từ 2 tới 3 thành viên. Ngoài ra, nếu bạn muốn lựa chọn dung tích lớn hơn thì cùng dòng với chiếc tủ lạnh này sẽ có mẫu 307 lít màu xám và mẫu 307 lít màu đen. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Thanh Tú xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo. Còn bây giờ sẽ là thời gian dành cho bảng ưu điểm của chiếc tủ lạnh này. Tủ lạnh Samsung Inverter 276 lít RB27N4170S8SV. Tủ ngăn lạnh trên có thêm dung tích 307 lít. Lấy nước lạnh bên ngoài cửa tủ. Ngăn đông mềm âm 1 độ C, trữ thịt cá không cần đã đông. Công nghệ Digital Inverter tiết kiệm điện. Công nghệ làm lạnh vòm. Bộ lọc than hoạt tính khử mùi.